Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phú Quý Tài Lộc trực thuộc công ty Phong Thủy Phùng Gia. Quý vị thân mến, mọi thông tin hữu ích mà chương trình cung cấp đều nhận được sự tư vấn và trợ duyên bởi thầy Master Phùng Phương, thành viên trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Phong Thủy Thế Giới. Quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất về tử vi và các kiến thức phong thủy ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Tháng cô hồn đột nhiên thấy dấu hiệu này, chứng tỏ bạn đang bị ma quỷ đeo bám, xem ngay để tránh. Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, vào tháng 7 âm lịch, hay còn gọi là tháng cô hồn, Diêm Vương khai mở quỷ môn quan để ma quỷ được tự do trở về dương gian, ghé thăm nơi trần thế. Điều này khiến cho nhiều người vô cùng hoang mang lo sợ, nhất là đối với những người yếu bóng vía thì sẽ luôn bị ám ảnh bởi cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Chúng ta cũng không thể khẳng định trên đời này không có ma, bởi ma quỷ là thứ vô hình, chẳng thể nhìn thấy được, cũng không có cách nào cầm nắm được. Vậy làm thế nào để nhận biết rằng mình đang bị vong linh đeo bám trong tháng cô hồn này? Hãy để Phú Quý Tài Lộc chia sẻ cùng bạn nhé! Bên cạnh đó thì để xua đuổi tà ma, tránh xa vận hạn trong tháng cô hồn, quý vị có thể tham khảo bộ sản phẩm Tam Phẩm Trừ Tà của công ty Phong Thủy Phùng Gia do chính tay Master Phùng Phương khai quang. Mọi thông tin chi tiết quý vị có thể theo dõi trên màn hình hoặc dưới phần mô tả của video. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Tháng cô hồn đột nhiên thấy dấu hiệu này, chứng tỏ bạn đang bị ma quỷ đeo bám, xem ngay để tránh. Theo quan niệm dân gian, từ ngày mùng 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 âm lịch, quỷ môn quan đã chính thức được Diêm Vương khai mở. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian này, bạn nên thận trọng khi đi ra ngoài vào ban đêm. Nếu như bất chợt bạn nhận thấy có một cơn gió lạnh thoảng qua xung quanh, thì hãy thận trọng, bởi đó chính là điềm báo đang có khí âm lờn vờn quanh bạn. Dưới đây là những dấu hiệu ma quỷ đeo bám mà bạn cần chú ý trong tháng cô hồn này. Hãy cùng tìm hiểu để chủ động bảo vệ bản thân và nhắc nhở những người thân yêu của mình nhé. Dấu hiệu thứ nhất, đột ngột thấy xuất hiện cơn gió lạnh. Nếu thời tiết đang bình thường yên ả, không hề có gió mà đột nhiên bạn thấy một cơn gió lạnh thổi qua, đây chính là dấu hiệu có âm khí đang đi theo bạn. Không cần chạy trốn, bạn cần bình tĩnh và nhận định xem cảm giác này có biến mất hay không. Nếu không còn gió lạnh nữa thì có nghĩa là quỷ hồn không hề đi theo. Nhưng nếu vẫn còn cảm giác lạnh lẽo này thì có một chút kinh sợ. Bạn có thể đuổi chúng đi bằng cách quát lớn, trừng mắt hoặc dậm mạnh chân. Dấu hiệu thứ hai là bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng. Vẫn là trong điều kiện thời tiết không có gió, bỗng dưng bạn có cảm giác lạnh sống lưng, cảm giác sau lưng có một tảng đá lớn rất lạnh. Nếu cảm giác lạnh cóng như băng thì âm khí vây quanh bạn không chỉ là một hay hai mà là rất nhiều quỷ hồn. Bạn nên chạy thật xa khỏi nơi ấy, tới những nơi nhiều dương khí, sáng đèn hoặc có nhiều người, hoặc cũng có thể áp dụng cách như trên là quát lớn, trừng mắt hoặc dậm chân thật mạnh. Dấu hiệu thứ ba, xuất hiện các tiếng động lạ xung quanh. Dấu hiệu này rất phổ biến, đó có thể là tiếng bước chân, tiếng gõ cửa, tiếng lá xào xạc, như thể ai đó đang dẫm lên lá cây trong vườn, tiếng gõ lên tường, tiếng vật gì đó rơi, tiếng trẻ con khóc hay cười. Một vài âm thanh khá nhẹ nhàng, thậm chí đứt quãng, nhưng một số khác lại rất to, rất thanh hoặc kéo dài. Trong mọi trường hợp, nếu phát hiện có các âm thanh lạ này, tốt nhất là bạn không nên đáp trả, chẳng hạn như không nên gõ lại nếu nghe thấy tiếng gõ lên tường, và hãy gọi thêm một vài người nữa, có thể là bố hoặc mẹ, kiểm tra tiếng động hộ bạn.
bởi vì một số niềm tin cho rằng nếu phản ứng lại với những gì ma làm thì có khả năng bạn sẽ bị ma nhập. Dấu hiệu thứ tư, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Rất rõ ràng, đó là cảm giác ai đó nhìn chằm chằm hoặc đứng ngay sau lưng bạn. Mặc dù không đụng vào người, nhưng bạn vẫn cảm nhận được một sự tiếp xúc vô hình nào đó khiến bạn nổi da gà, chỉ muốn chạy ngay ra khỏi phòng hoặc la lớn để cầu cứu. Điều chớ trêu hơn là khi bạn quay lại nhìn thì chẳng hề thấy bóng ma nào cả. Có thể là có ai đó đang cố tình trêu đùa bạn, nhưng cũng không loại trừ khả năng ngôi nhà của bạn đang bị một linh hồn nào đó viếng thăm đấy. Dấu hiệu thứ năm, mùi hương lạ thoang thoảng trong không khí. Hầu hết mọi người có thể cảm nhận, nhìn thấy, nghe thấy ma, lại có nhiều người cũng ngửi được mùi hương của linh hồn. Ví dụ như mùi nước hoa mà người thân thích quá cố của bạn rất yêu thích chẳng hạn. Trong lúc tình cờ, nó sẽ thoáng qua hoặc bỗng nặng mùi trong ngôi nhà, là họ đang viếng thăm gia đình bạn chăng? Dấu hiệu thứ sáu, các đồ vật biết bay và bị xáo trộn. Một đêm nào đó, bạn bỗng thấy một chiếc khăn hoặc một chiếc áo bay qua bay lại trong nhà, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Thậm chí đó có thể là một đồ dùng có trọng lượng tương đối. Điều này nghe có vẻ rùng rợn và khó tin, nhưng một số niềm tin cho rằng ma có khả năng điều khiển đồ vật trong nhà. Thêm một dấu hiệu nhỏ nữa, đó là bạn để đồ vật ở vị trí quen thuộc trước khi đi ngủ, nhưng sáng mai tỉnh dậy lại thấy chúng xuất hiện ở một vị trí khác. Liệu rằng bạn mộng du hay nhà của bạn có ma? Hãy cố gắng quan sát tiếp vài đêm và vận dụng những dấu hiệu khác nữa để tìm ra câu trả lời nhé. Dấu hiệu thứ 7, hãy để ý tới ánh mắt của em bé. Bạn đang trợn mắt há hốc mồm. Hãy để ý ánh mắt của những đứa trẻ. Trẻ nhỏ rất ngây thơ, vô tư và trong sáng. Vì vậy, chúng có thể thấy được người khuất mặt. Bạn chỉ cần bế bé cưng đi một vòng quanh nhà. Nếu nhóc cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không nào đó, thì có thể nơi đó có vong đấy. Đơn giản, trẻ con không biết ma là gì, chưa thể suy nghĩ, nên chẳng sợ hãi gì cả. Vì vậy, người chết có thể cho các bé thấy sự tồn tại của mình. Quý vị thân mến, người xưa đã từng nói rằng đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma, và điều này đúng về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đặc biệt là trong tháng cô hồn này thì câu chuyện gặp ma khiến nhiều người vô cùng sợ hãi. Đa phần không ai trong chúng ta nghĩ rằng mình sẽ gặp ma, vậy nên khi gặp trong thực tế thì mọi người thường hoảng hốt và không biết phải đối mặt ra sao để tự giải thoát cho mình. Trong phần tiếp theo của chương trình, Phú Quý Tài Lộc sẽ bật mí về cách đối phó đơn giản khi gặp ma để giúp bạn phòng vệ trong tháng 7 âm lịch này nhé. Thứ nhất là khi gặp phải tình trạng bóng đè. Dấu hiệu bạn đang ngủ say nhưng ngay lập tức cảm thấy như có vật gì đó cực nặng đè lên bạn, khiến bạn khó thở, chân tay tê cứng, không làm được gì. Thậm chí bạn thấy một bóng đen đè lên người. Cách xử lý. Theo kinh nghiệm xa xưa truyền lại, hãy nhắm mắt lại, tịnh tâm và niệm thầm Om Mani Padme Hum, đồng thời ngón tay cái ấn vào đốt cuối của ngón áp út. Khi bạn niệm đến lần thứ 6, sẽ cảm thấy máu lưu thông đều và không còn bị bóng đè. Thứ hai, khi bạn nghe có ai đó gọi tên mình. Dấu hiệu bạn ngủ ở những nơi lạ và có cảm giác như có ai đó đứng nhìn mình, thậm chí là gọi tên mình nhưng không nhìn thấy ai khi mở mắt ra. Cách xử lý, hãy cố gắng bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Bạn có thể ngủ tiếp,
Nếu không, hãy tuyệt đối im lặng. Nếu nói ra, sẽ bị ma bắt. Nếu được, ngay sớm hôm sau, có thể mua ít hoa quả, thắp hương và khấn vài câu trước khi rời đi. Thứ ba, khi bạn đang chải tóc và thấy ai đó trong gương. Dấu hiệu, nếu bạn đi làm về khuya và chải tóc ban đêm, bạn thấy ai đó thấp thoáng trong gương, nhưng trong phòng chỉ có một mình bạn. Cách xử lý, bạn không được hét lên, bởi theo người xưa, hành động đó khiến hồn vía của bạn bị nhập vào gương và bị kéo sang thế giới bên kia. Thay vào đó, bạn cần nhanh chóng úp gương xuống, lấy chiếc lược gác ngang lên. Nếu là gương treo tường thì hãy nhanh chóng lấy tấm vải phủ gương lại, dùng nước bọt quẹt hình chữ thập chính giữa gương. Việc làm này nhằm mục đích không cho những thứ dơ bẩn thoát ra ngoài. Thứ tư, bị thôi miên khi đến một địa điểm nào đó. Dấu hiệu, bạn không uống rượu bia, dùng chất gây nghiện, nhưng đi đến một địa điểm vắng người thì bỗng dưng vô thức và không biết gì hết. Khi tỉnh dậy, bạn đang ở một nơi âm u xa lạ, bụi rậm lũy tre, dân gian gọi là hiện tượng ma dắt. Cách xử lý, hãy bình tĩnh, bởi cách thoát là rất khó. Nếu còn chút tỉnh táo, bạn tránh tình trạng bị chảy xước và hãy nhanh chóng sử dụng nước tiểu của mình để rửa mặt. Lúc này, bạn sẽ tỉnh táo trở lại. Thứ năm, khi đi bộ một mình ban đêm và nghe tiếng bước chân phía sau. Dấu hiệu, bạn đi bộ vào ban đêm ở đoạn đường vắng vẻ, bỗng dưng nghe có tiếng chân đi theo phía sau bạn. Bạn chắc chắn không phải người lạ đi theo, do đoạn đường đó không có người. Cách xử lý, tuyệt đối không quay lại nhìn, và nếu bạn đang chạy thì hãy giảm tốc độ rồi đi bộ. Khi bạn đi bộ thì phải hạ thấp gót chân, không được nhón gót, nhằm tránh hiện tượng nhập vong, hồn ma nhập vào người. Đồng thời, hai bàn tay bạn phải nắm ngón cái vào bên trong lòng bàn tay để tránh bị ma dắt. Quý vị thân mến, chắc chắn là không một ai muốn mình bị hồn ma đeo bám cả, nhưng ông bà ta có câu cẩn tắc vô áy náy. Vậy nên việc nắm bắt được những dấu hiệu nhận biết vong linh đang ám theo mình và cách đối phó khi gặp ma trên đây sẽ giúp bạn chủ động bảo vệ bản thân. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham khảo bộ tam phẩm trừ tà mà Phú Quý Tài Lộc vừa chia sẻ ở trên để xua đuổi tà ma chướng khí trong tháng cô hồn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.